Xin chào bạn, hôm nay thì mình có một trường hợp của cô 70 tuổi. Cô ấy trước đây cô ấy điều trị bệnh lý Bazeno, tức là bệnh cường giáp ấy, bằng cái phương pháp số 3. Thông thường thì mình khi mình tư vấn và điều trị cho bệnh nhân Bazeno hoặc là cường giáp ấy, thì bao giờ mình cũng đưa ra ba phương án điều trị. Thì cô này là sử dụng phương án thứ ba, tức là dùng iốt phóng xạ để điều trị. Đây thì mình cũng nói rất là nhiều lần rồi, cái phương án thứ ba là cái phương án mà điều trị triệt để nhất, tức là chỉ cần một lần hoặc đến hai lần điều trị là khỏi hẳn đấy, khỏi khỏi dứt điểm luôn, khỏi khỏi là không bao giờ tái phát đấy. Nhưng mà nghe thì ưu điểm rất khủng khiếp luôn, nhưng mà nó cũng có nhược điểm đấy. Nhược điểm nó rất dễ bị nhược giáp, và cái tỷ lệ nhược giáp ở những bệnh nhân điều trị iốt phóng xạ này nó rất cao, gần như 50-50. Cứ 100 người thì điều trị thì khoảng 50 người bị nhược giáp. Bởi cái công thức để tính cái liều lượng iốt để cho từng một bệnh nhân một ấy, thì cái công thức đấy là bọn Tây nó nghĩ ra, thì có lẽ nó sẽ phù hợp với bọn Tây hơn, nó cao to hơn, đúng không? Nhưng mà về người Việt Nam mình thì nó khác, và hai là nó không chính xác với từng cá thể một cá nhân, cho nên là nó không có một cái công thức chính xác để cho điều trị cái bệnh lý Bazedo. Mà tức là như này, cái mục bình thường là cái hormone tuyến giáp mình nó như thế này, nhưng mà của cô trước đây nó bị cao vổng thế này. Nhưng mục tiêu ấy là mình điều trị cái gì thì điều trị thì mình cũng phải hạ ra để cơ thể bình thường. Nhưng mà của cô này thì đang đang ở mức độ này, đáng nhẽ của cô bình thường như này, trước đây cô như này, và bây giờ cô đáng nhẽ cô phải về được như này cô bình thường, nhưng bây giờ cô bị như này. Vâng, cô chưa bị như này, tôi như này là bằng không ấy, nhưng của cô thì đang lơ lửng này đấy. Thì cái này nó của cô là bị nhược giáp nhẹ, cũng là bị nhược giáp đấy, bởi vì cô ấy cũng bỏ thuốc, cô ấy không lâu cô không uống, khi cô mệt cô mới đi khám. Thì đây là gọi là điều trị bệnh lý Bazedo bằng phương pháp iốt phóng xạ đấy, tức là mình uống iốt phóng xạ để nó tiêu diệt. Về cái nguyên lý đó là cái iốt phóng xạ nó vào trong máu ấy, mình uống nó sẽ vào máu, vào máu thì nó vào máu là nó sẽ tìm đến các cái tế bào tuyến giáp, nó dính vào đấy. Cứ nhìn thấy ông tuyến giáp đâu là cái iốt phóng xạ nó sẽ dính vào, và cái iốt phóng xạ nó có phát ra tia xạ, nó phát ra tia xạ thì nó lại làm cho cái tế bào tuyến giáp chết. Thế thì nó chết nhiều quá, nó chết gần hết, của cô là chết gần hết. Thế nên là cái tuyến giáp nó không đủ để sức để nó sản xuất ra từ đây hormone nữa, mà nó chỉ sản xuất được từ đây thôi. Thế nên cái phần từ đây đến đây là cô phải uống bù nhá. Giờ uống thuốc có trở lại được như thế không? Uống thuốc thì trở lại, mà không uống thuốc thì nó lại xẹp xuống. Vâng. Thế nên tức là mình phải uống thuốc cả đời đấy. Phần trăm gì ạ? Cô hôm qua cô uống thuốc không mua đâu, sáng nay Sáng cô không qua mua quá. đâu. Của cô là đang, tức là của cô vẫn đang uống hormone, Vâng. chỉ có xác là sáng nay không uống thôi, đúng không? Đúng Sáng không? sáng nay không uống. Sáng nay không uống thì xét nghiệm nó hơi thấp một chút, nhưng anh nghĩ nếu mà hôm qua hôm kia hoặc là thời gian về trước mà không uống thì chắc nó cũng còn xuống thấp nữa. Đấy, Tôi uống dập này tôi uống đều cũng còn được hơn 2 tháng rồi. cô uống một ngày một viên rồi. Vâng. Thế thì của mẹ em này chết hết, Ui giời, sao tuyến thế? giáp nó chết hết, bởi vì cái liều một viên hormone liều 100 ấy là dành cho những người cắt toàn bộ tuyến giáp rồi. Cái tuyến giáp của cô hiện tại nó teo rất là bé, nó trên siêu âm nó rất là nhỏ đấy, tức là đây cái tuyến giáp của cô này nó teo đi rất là nhỏ. Cái này là do xạ nhé, uống nó teo hết ấy. Nó chết nó teo đi đấy. Thì của cô coi như người cắt toàn bộ tuyến giáp, cắt cắt toàn bộ tuyến giáp rồi ấy. Của cô coi như không còn tuyến giáp nữa, cho nên bây giờ cô phải uống thuốc cả đời, ngày nào cũng phải uống một viên hormone nhá, không được bỏ nhé. Cái này vui vui lên thì ra làm vỉ thuốc uống, cái này buồn thì thôi, không đúng đâu. Thế bây giờ mình xác định là mình cái bệnh của mình là phải uống cả đời. Ngày xưa thì nó cứ lên nó xuống mình không hiểu, thì
Bây giờ là đã dùng iốt phóng xạ rồi là nó bị nhược giáp. cũng được mấy năm, xong rồi thỉnh thoảng tôi lại lên trên bệnh viện quân đội đấy, tôi khám thì cứ bổ sung vào. Thế nhưng mà Người ta không nói kỹ như cháu nói đúng không? Nó cố vâng, không hiểu. thế nhưng mà lên đấy nhiều xong nó cứ say xe, xong nó mệt, xong lại cứ ngại, xong là cứ cái vỉ thuốc đây là mua ở đây uống uống Nhà có còn thuốc còn một bìa nữa. ngày nào cũng phải uống, ngày nào cũng phải uống hormone bổ sung, giống như anh em mình thì không phải uống bởi vì mình có hormone, nhưng cô bị cắt mất hết tuyến giáp, cắt cái này không phải bằng phẫu thuật mà do iốt phóng xạ nó chết, nó gây chết Nó trên là tuyến nó giáp. tiêu diệt. Đấy, nguyên lý nó thế. Vâng. Đánh đổi nhưng không sao, của cô thì uống không muốn được nhưng mà men gan hơi tăng, kêu cô cái một cái hộp hóc môn cho ta với cả malo, Không phải là nguy hiểm nhưng mà thuốc thì chả phải nguy hiểm gì dùng thường cả. xuyên. Thuốc thì phải dùng thường xuyên đúng không? Lên cơm thì ngày nào cũng uống. Nói chung là mình phải nhớ đều đặn. Tức là mẹ em nó bị suy giáp sau điều trị bazedo. Ngày xưa mình bị cường giáp thì bây giờ mình bị suy giáp. Cái này nó có ảnh hưởng gì đến tai Cô không? cứ Trong uống. người sẽ là 50 người bị nhiều giáp đúng không? Trường hợp em cũng là nhiều giáp. Đấy là cái phương pháp nó thế. Nhưng mà chắc là trước khi điều trị bác sĩ không tư vấn kỹ. Thôi ok đi.